Tạ Đình Phong tức giận nhập viện vì con trai lớn cãi lời, Trương Bá Chi ủng hộ con hết mình. Thông tin Tạ Đình Phong bất ngờ nhập viện chỉ vì tức giận cậu con trai lớn Lucas, hiện thực hư ra sao phía đại diện của nam tài tử chưa đưa ra phản hồi. Nhưng vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm từ CNN. Từng là cặp đôi được vô số người ngưỡng mộ, đặc biệt khi cả hai có với nhau hai cậu con trai đã phần nào khiến nhiều người không khỏi suýt xoa. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài được lâu và đã 11 năm trôi qua kể từ khi ly hôn. Nhưng chỉ 6 năm sau, khi ly hôn, Trương Bá Chi thực sự đã sinh thêm một đứa con và có rất nhiều lời bàn tán về cha ruột của đứa trẻ. Nhiều người tin rằng đứa trẻ là của Tạ Đình Phong. Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ít tương tác trong cuộc sống, cả hai đứa trẻ đều được Trương Bá Chi nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi phải một mình nuôi ba đứa con rất khó khăn. Khi họ mới ly hôn, con trai lớn của Trương Bá Chi đã khóc nghẹn ngào trong một cuộc phỏng vấn và nói rằng Tạ Đình Phong không phải là người tốt, thậm chí còn giận dữ chỉ trích Tạ Đình Phong thường xuyên bỏ nhà đi, bỏ mặc con cái và vợ. Thực tế, trước khi ly hôn, Tạ Đình Phong đã thường xuyên đi không về nhà. Mọi công việc gia đình, chăm sóc con nhỏ đều do Trương Bá Chi đảm nhiệm. Ngoài ra, Trương Bá Chi còn có rất nhiều việc phải làm vào thời điểm đó. Mỗi lần về nhà, anh đều cảm thấy rất mệt mỏi. Sau nhiều năm chịu đựng, một mình nuôi con, dành hết tình yêu thương cho con, mới đây truyền thông Hoa ngữ đã hé lộ sự việc. Theo đó, trong một lần Trương Bá Chi đã bật khóc nói rõ lý do Tạ Đình Phong không quan tâm, ngó ngàng đến con cũng như không muốn giành quyền nuôi con từ tay Trương Bá Chi. Tạ Đình Phong thực sự không phải đàn ông, bởi vì Vương Phi đã đồng ý tái hợp với Tạ Đình Phong, nhưng kèm theo đó là một tiền đề, đó là nam tài tử họ Tạ không thể được dẫn theo các cậu con trai đến ở cùng, Trương Bá Chi cho biết. Từ quan điểm này không có gì lạ khi cư dân mạng phàn nàn, Tạ Đình Phong không còn là đàn ông nữa, vì hạnh phúc của riêng mình mà thậm chí quên đi chính con ruột của mình, không quan tâm ngó ngàng gì đến suốt nhiều năm dài đằng đẵng, chẳng trách thế giới bên ngoài vẫn không thể chấp nhận việc Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp. Không dừng lại ở đó, mới đây, cậu con trai nhà Trương Bá Chi, Lucas, đang yêu đương với một người lớn hơn tuổi. Cụ thể, truyền thông Hồng Kông đã đăng tải hình ảnh của Lucas do cư dân mạng chụp được trên phố. Trong ảnh, cậu cả nhà Tạ Đình Phong xuất hiện bên cạnh một cô gái hơn tuổi. Cả hai được cho là có hành động khá thân thiết. Lucas liên tục cúi đầu đứng sát cạnh và thì thầm vào tai cô gái. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Lucas và cô gái này. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là bạn gái hơn tuổi của con trai Tạ Đình Phong. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu bản thân có thấy phiền khi các con hẹn hò, yêu đương hay không, thái độ của Trương Bá Chi khiến khán giả bất ngờ. Cụ thể, cô rất bình tĩnh trả lời. Theo đó, Trương Bá Chi cho biết, tôi nghĩ đôi khi yêu cũng là một bài học hay trong cuộc sống. Chúng ta trải qua mỗi loại tình yêu khác nhau, nhưng tôi vẫn chưa biết tình trạng mối quan hệ của con trai cả diễn ra như thế nào. Tôi không thấy thằng bé cần tình yêu lắm, nên tôi bảo Lucas có thể học càng nhiều càng tốt. Nếu như Trương Bá Chi ủng hộ con trai có bạn gái và tuổi tác không quan trọng, thì phía Tạ Đình Phong lại trái ngược. Nam tài tử họ Tạ lo ngại rằng bạn gái lớn tuổi có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến Lucas và ra sức phản đối, mặc cho Tạ Đình Phong phản đối nhưng Lucas vẫn đi theo tiếng gọi con tim. Trước sự cứng đầu của con trai đã khiến Tạ Đình Phong tức giận, đổ bệnh đến mức nhập viện.